chị ngốc này. Ngốc này. Đang làm gì nữa kia? Ôi bố ơi, mẹ ơi. Mời Thái Nhu. Đây đây đây, anh đi. Ôi mày quá, ra làm đỡ vợ đi. Bao nhiêu là cỏ? Đỡ đần cái gì, việc cỏ dại không phải là việc của anh. Anh là phải làm cái việc của đàn ông, hiểu không? Việc nào chả là việc của đàn ông? Thôi đi, đi vào đây, vào đây anh bảo đây. Thì mà làm đỡ vợ đi, không tí nữa nó nắng lên không làm được đâu. Nắng cái gì, nắng thì nó mới chết cỏ chứ, nhanh lên. Không có để chúng nó đợi, để chốt chuột. Cái gì mà lại chúng nó là chúng nào? Đưa cho anh nửa triệu, anh ra ngoài kia anh còn trả tiền bia cái. Sáng đi quên bố mất. Tiền đâu mà nửa triệu, hai đứa đi học. Thế 7-8 triệu còn chưa có tiền để nộp kia kìa. Sao cái gì cũng cứ lôi cái việc nọ sọ việc kia nhỉ. Việc đi học là việc đi học. Việc anh thì lâu lâu thì đến lượt mình phải trả tiền cho chúng nó thì mình phải trả cho đồng hoàng chứ. Đáng gì mấy trăm. Ăn của người ta được giờ phải giả miệng chứ. Đáng gì mấy trăm. Cả một nửa tháng nay hai vợ chồng có đi kiếm được đồng nào đâu. Bây giờ 1.000 còn không có ấy. Nhưng đừng có nói là mấy trăm nghe nhẹ thế. Nói tóm lại là em có đưa không? Không có để mà đưa, chứ không phải là muốn đưa hay là không đưa. Cái tiền không quan đâu. Cái tiền bán lợn vẫn còn làm gì đã, tiêu cái gì mà hết. Cái tiền bán lợn thì anh không trả ngân hàng à? Không trả tiền cám à? Ngân hàng tính trong bây giờ giải quyết cái gấp gáp chứ nhá. Sáng hôm qua bán đi, chiều qua đi giả hết rồi. Lấy đâu ra nữa? Tóm lại là không phải nói nhiều. Đưa tiền nhanh lên còn kịp. Không có là đừng để thì anh lại phải to tiếng nó mất hay. Ghê nhỉ. Hôm nay là ăn gan hùm mà. Trước khi vắt cái mồm để đi ăn đi uống thì phải hỏi vợ xem là trong túi có tiền hay không chứ. Giờ không có tiền lấy cái gì mà giả người ta. Đuổi em nói. Thằng nào là chủ nhà, thằng nào là quyết định ở trong gia đình thì mày không quay tao ra gì à? Thằng này là chủ nhưng con này là cái nắp nhá. Chủ thì giật dẹo thì cái nắp nó phải đứng lên. Tóm lại là có đưa không? Không đưa đấy, lão định làm gì? Thế là mày muốn làm nắp gì? Chả thế thì gì? Bây giờ có tài ấy, đi ra thiên hạ mà kiếm tiền đi. Về tự lo và bản thân lo cho cái mồm mình ấy, đây nhường những cái nắp nhá. Từ ngày xưa đến giờ chỉ có thằng này đi làm về mới xây dựng được cái nhà cửa như thế thôi nhá. Về cô sẵn về ở, bây giờ lại đi làm được đồng nào người ta đưa hết tiền cho cầm thì cái lúc người ta vui vẻ với bạn bè anh em thì thỉnh thoảng dăm thì mười họa thì chỉ mới có một cuộc gặp gỡ thì cũng phải mời người ta thì phải đưa tiền cho chồng chứ vợ thế ạ. Nói oai nhỉ, nói là sẵn về ở thì từng cái xe rùa từng cái viên gạch cũng là bàn tay con lời cũng được đẩy nhé. Đừng có mà ở đấy mà nói oai, năm thì mười họa. Năm thì mười họa cả năm người ta chỉ ăn uống 2-3 lần thôi. Mình tháng nào cũng tụ tập nhau ăn uống. Đùa, thật sự là không muốn nợ mồm người ta thì bớt đi ăn thôi. Nó tóm lại là chú anh không muốn nói to nữa để người ta lại bảo vợ chồng mình suốt ngày chỉ to tiếng với nhau. Không muốn nói to thì đừng có đi ra khỏi nhà, đừng ăn của người ta. Ăn của thiên hạ xong bắt đầu là về hạch sách vợ, lấy tiền của vợ con đi, có đứa nào chịu được. Em một cười gì đây, không phải là anh suốt ngày như thế. Chứ người ta phải đến lúc để giữ cái thể diện cho anh nốt lần này thôi. Thể diện cái gì? Đây còn tha đứng ở giữa đường làng cái nói cho cả cái làng người ta nghe đấy. Thể diện. Tóm lại có được không? Không đưa đấy. Mày muốn làm nóc gì? Tóm lại có đưa tiền không? Con này không đưa đấy. Lão thích làm cái gì? Mà đây nói lão biết nha, từ ngày hôm nay nhá, con này đứng giữa ánh mặt trời nhé. Lão chỉ là cái trụ cột gia đình thôi, còn nắp là con này. Muốn đi đâu, muốn làm gì phải hỏi vợ nhé. Mày thích làm nắp gì? Chứ không phải là thích làm gì thì làm đâu. Nhưng mà đừng để cái thằng trụ cột này mà nó lung lay rồi thì nóc cũng chập nhá. Nào, có đưa tiền mang ra tiền đây cho tao không? Còn lâu đây mới đưa. Tao nói một câu nữa đã. Cho nói hẳn 5 câu nữa, bây không đưa. Tao nói đúng thêm một câu nữa là 2 câu đấy. Cho nói thêm 5 câu nữa, con này không đưa đấy. Cho mình trả lời lại một lần nữa, cho cơ hội một lần nữa đã, thích làm cho cái thằng trụ cột này nó lung lay à? Con này có tiền cũng không đưa đấy. Tao đếm đúng 3 câu thôi. Một. Cho tao đếm hẳn đến 5 câu đấy. 2 2 rưỡi. Có tiền trong nhà không thể vào lấy nhá. Tao đếm đến câu thứ 3 thôi nhá.
đừng để tao cho mày làm nóc luôn, tao cho tung chơi cái nóc này luôn nhá, cho mày lên làm nóc mới luôn nhá. Để thách lao đấy. Mày thách gì? Thách luôn đấy. Mày bây thách... giờ á, con để là nóc đi đâu làm gì, muốn cái gì là phải hỏi. Mày thách tao nhá. Được rồi, để xem lão thì làm được cái gì cho đời, con để thách đấy. Cho bung cái nóc nhà mày, cho mày lên làm nóc luôn. Ờ, tài giỏi thì về thử cho bung xem. Xem đứa nào phải đai lưng ấy mà đi làm. Ba cái ngụm rượu vào cái giọng thách thức. Nó lại muốn làm nóc à? Cho mày làm nóc luôn cái con vợ này. Thích làm nóc, phá bỏ nóc cho nó. Về cho nó làm nóc luôn. Này chỉ nóc này. Này chỉ nóc này. Nóc này. Ê, làm gì nữa kìa? Ôi bố ơi, mẹ ơi. Cái con vợ đồng về cũng về đây không? Ôi, nó không coi chồng ra gì nữa mà. Này chỉ nóc này, nóc này. Này chỉ nóc này. Mày thích làm nóc à? Này chỉ nóc này. Con vợ này, nó là học cái thói ở đâu không biết được. Nó còn không coi chồng ra gì, bây giờ bảo nó không nghe. Nó thích làm nóc, cho nó làm nóc luôn. Nó không coi chồng nó ra cái gì nữa. Này chị, không coi cái đầu bờ ra cái gì nữa. Bỏ cái đầu bờ luôn đi. Này chị, này chị vợ mới con về mà làm nóc. Nóc này, nóc này, nóc này. Mày. Đấy, xong thì về mà làm. Làm chồng mày không coi trọng cái chủ sự gia đình là tao, mà mày cứ học đòi ở ngoài, về lại còn muốn cầm nóc gia đình. Bây giờ mày muốn là phụ nữ làm nóc trong cái gia đình này thì để tao cho mày về mà làm nóc luôn. Mày bảo bây giờ mày muốn làm cái nóc cho nó khỏi dột gia đình này thì tao cho mày dột từ nóc luôn, chứ không cần phải nói nữa. Vợ đi con. Thế nào vợ chồng, nhưng mà thế nào mà cãi nhau ghê thế? Không à? Có cái nhà cái cửa bây giờ làm bao nhiêu năm thì được, mà bây giờ chúng mày lại phá hết thế này, để đâu ra mà ở? Mà đấy, dùng. Ông không phải lo cho việc nhà cháu nhá. Thôi xuống đi. Vợ chồng... Thật, con vợ cháu bây giờ không biết nó học đòi ở đâu. Nó muốn làm nóc gia đình để cháu đập bỏ cái nóc. Có gì thì bảo nhau, xuống. Có gì thì bảo nhau sau. Bây giờ thì có cái nhà cái cửa bao nhiêu năm chờ xây dựng được, phá hết thế này lấy gì mà ở, con cái nó ở đâu? Nhưng mà ông bảo có chấp nhận được không? Bây giờ cháu chỉ có mỗi là phải đi giao lưu đúng không? Bạn bè, nó phải học hỏi nhau cái gì tốt. Bây giờ cháu về uống có 2 cốc bia thôi. Mà vợ cháu nó bảo là ở nhà này con này mới là nóc. Quyết định cái việc gì là nó quyết định, nó là nóc. Ông không hiểu được cái hoàn cảnh gia đình nhà cháu đâu. Bây giờ cháu đã quyết định rồi, cho nó dột rồi, cho nó dột luôn từ nóc đi. Nó bảo nhà này dột từ nóc xuống rồi, cháu đập bỏ cho nó dột luôn để cho nó làm nóc mới, cho nó lợp lại. Ông đã sang đây rồi, ông hộ cháu, gọi thêm một vài người nữa, đập tan tành luôn hôm nay. Tóm lại là tôi là tình người nghĩa xóm, tôi nhìn thấy thế này tôi không hài lòng. Xuống đây. Còn cái này, rồi ông cứ hộ cháu, cháu sẽ liên hoan luôn, thịt luôn cả một con chó, để còn gọi anh em đến làm chứng, giao hết quyền cho nó làm nóc gia đình. Ủa bố ơi, bố làm gì đấy? Bố ra đây cả con, nhanh lên còn kịp. Kịp cái gì? Sáng nhanh lên, lão ai thì lão phá hết cả nhà rồi. Sao nó lại phá nhà? Con không biết, sáng sớm đi, ăn đi uống, về đòi tiền. Nhưng quả tội là tiền con có nhưng vẫn để đợt học cho trẻ. Nhưng mà nó phá thật chưa? Phá thật rồi. Nhưng mà hai vợ chồng thế nào mà lục đục thế nào lại phá nhà? Đi bố, nhanh không có mà. Nhưng mà nó phá thật chưa? Thì đang phá rồi, con không dám vào, con mới lên đây gọi bố xuống cao. Con còn chả dám vào, bố bảo nhỡ nó đang cáu liền. Nó sẵn búa mới... Đồ của nó ném cho bố chết. Tốt nhất rồi, con cứ về thì lúc nào nó phá xong thì bố đến. Phá xong thì còn nói chuyện gì nữa? Bố không thương con gái bố à?
thì bây giờ nó đang nóng thế, nó đang cáu, nhỡ nó phá cả bố thì làm thế nào? Thế thì để phá hết à? Thế bố không sai, để con về con đi nhờ người khác. À, này này này, thế không, nào không bố? Phải nhờ, để nó phá xong đã mới về con ạ, à. Kệ bố nó. Thế thì bây giờ phá cả cái bếp như thế, mấy chục triệu có phải ít đâu. Con cứ để cho nó phá đi xong hãng về. Phá xong rồi thì nói chuyện gì nữa? Chứ đường nào nó chả phá, nó phá chưa? Thì phá rồi, đã phá rồi. Phá rồi, rồi thì cho nó phá xong hẳn đi. Đấy, bố nghe không? Ăn cộc cộc đấy kìa. Bây giờ mà bố mà vào đấy nó lại bắt bố phá cùng, con mở, tốt nhất kệ nó. Bây giờ mấy chục triệu của con đấy bố ạ. À. Mày cứ nghe bố, mày cứ ở đây. Bây giờ mà về nó đang nóng nha, khác gì dầu đục thêm vào lửa. Còn cứ nghe bố, cứ ở đây, kệ nó. Nhưng mà tiếc lắm bố ạ. Thì tiếc, đường nào nó cũng phá rồi. Đấy bố, chuyện có mỗi thế thôi. Con ạ, à, con cứ ở đây. Ở đây thì bố mới bảo vệ được con, chứ còn về bên đấy bảo vệ thế nào được. Nhưng mà còn tiếc, mấy chục triệu bố ạ. Mấy chục triệu thì kệ nó, lúc nào nó phá xong hết bố sẽ dạy cho nó một bài học. Thằng này cứ phải làm tới con, hai bố con mình lúc nào nó ổn định lại. Từ đấy, kiếm đấy cho bố. Anh ta lại em sang đây à? Bố, bố, bố cứ ra đây, không, con không làm gì bố đâu, bố cứ ra đây. Bố là bố. Bố chơi trong lợn mà. Bố đang xịt lợn đái. Không phải chưa, cái chỉ ra đây con bảo đây. Bố ra đây, bố ra con nhận chị. Bố là bố vợ của con tôn trọng bố. Bố đã cho con được một người vợ gọi là thì xong sao? Thì cho con mấy chục năm rồi còn gì nữa. Bố ra đây con nói chuyện thôi. Bố vừa bảo bố bảo vệ con, bố chạy nhanh thế. Thì chả thế, chả bảo vệ con thì bảo vệ ai? Thế nào hả con? Đây, con nói bố cho con được một người vợ giỏi giang. Bây giờ con là chủ gia đình, là trụ cột gia đình, nhưng mà con không có quyền gì cả. Vợ con giờ nó muốn làm cái nắp gia đình, con dỡ bỏ cái nắp mà trước bố cho con đấy. Con giả cho bố đây, chính thức bây giờ là con sẽ nhượng lại cái quyền cho vợ con nó làm cái nắp đấy. Thế là thế nào hả con? Giải thích rõ ràng thế nào. Hôm nay là con quyết định rồi, mời tất cả họ hàng hai bên, có ông nọ bà kia đến để chứng kiến, để giả lại con gái cho bố. Con tổ chức một bữa cơm, gọi là bữa cơm banh nắp luôn đấy. Gọi là con lên trân trọng mời bố chí nữa sang nhà con thì làm gì. Con thịt con chó đồ gọi mời bố đi uống rượu thịt chó chứ. Vâng. Ủa, thế làm bố cứ tưởng bố lại nuốt lời à? Bố vừa bảo bố can, bố cho một bài học, bố bây giờ nó đến ăn đến rượu phát bố lại vui mừng. Thì nó thịt chó rồi. Với anh ấy à? Thì mọi người cũng vào hù rồi còn gì nữa. Đây. Không giúp đỡ nó rồi còn gì nữa. Thôi bây giờ. Em, chính cho bố tắm rửa xong sang nhà con để con có lời trực tiếp với lại toàn thể gia đình, để con nhường hết quyền cho vợ con. Giờ nó làm nóc đấy, cái nóc cũ đây anh giả cho bố em. Còn em sẽ làm thế nào làm cho nó cái nóc mới cho nó khỏi bị dột như em nói. Em đang lúc nào nó cũng bảo con là giờ là dột từ trên dột xuống rồi, giờ con banh nóc đấy, làm một bữa banh nóc luôn đấy. Bố liệu tí nữa chàng. Rồi bố tí nữa bố sang con ạ. Ô này mày đợi bố, bố không phải thay quần áo, bố sang luôn. Bố cứ vào đây, bố nước thang mà hết rồi à con? Đấy bố thấy đấy, mấy chục triệu thì có vẻ là ít đâu. Mấy chục triệu, có mấy trăm triệu cũng thế thôi. Thằng này làm lên thì thằng này phá được. Nó thay con để bây giờ con chính thức bàn giao cho vợ con nó làm nó bố nhé. Thế lần sau thách anh đốt nhà anh đốt à? Con đốt được con cũng đốt, nhưng mà sao hết cả ruột con ạ? Thôi được rồi, không có cái gì cả. Bây giờ con nghĩ chán rồi. Chờ có mà con làm nắp, nhưng mà con không có quyền quyết định cái gì ở trong gia đình. Không làm nắp thì bây giờ làm cột thì việc cái gì nhỉ? Thế thì bây giờ con làm cột. Con chỉ giữ một trách nhiệm, nhiệm vụ là làm trụ cột gia đình thôi. Còn vợ con nó muốn làm nắp đấy. Bây giờ anh bung nắp ra rồi đấy. Em thích làm nắp thế nào thì việc của em nhá. Thì lại vay ngân hàng thôi.
đến đây làm việc của em. Giờ làm việc có tiền chẳng phải đi vay. Bây giờ là quyền quyết định làm cái gì trong gia đình này là bố cứ hỏi vợ con đấy. Quan điểm của bố ấy, ai làm nắp cũng được, ai làm cột cũng được, miễn là hai vợ chồng bảo nhau đừng có cãi nhau, đuổi nhau và người ta cười cho. Con cũng biết thế chứ, nhưng mà vợ con là nó nhiều lúc là nó không nói nhá. Bây giờ nắp lại con thế bây giờ là có bố đây, tức là giao cho vợ con làm nắp và để con làm cột. Và thế con lăn tăn gì không, hai đứa có lăn tăn gì không đấy? Vợ con nó nghĩ thế nào thì nghĩ, nhưng mà thôi bố ấy thì bố để ở đây thì nó ăn cơm uống rượu nhà con phá hết thế này. Nhà vệ sinh đáy ở chỗ nào? Bố hỏi năm nhà nó sẽ trả lời cho bố đi vệ sinh ở đâu, tắm rửa chỗ nào. Thôi được rồi, bố đi ra đây còn bông nước giếng để tắm trực tiếp cho nó mát. Lúc nào mà sửa sang xong thì có nhà tắm nhà vệ sinh đàng hoàng thì thế. Như mà hai con phải cẩn thận bảo nhau nhé, nắp mà nó nhỡ nó rột rồi lần sau nó hỏng cả cột đi con ạ. Đấy bố thấy đấy, giờ lại còn phá phách xong lại quen tay. Ok ok. Đấy bố, chuyện có mỗi thế thôi. Mà bố thấy con làm như mà thế không chồng sai có đâu. Cái gì? Thôi, quay anh Huy chạy trước đấy đi. Không phải. Ô này, mày đợi bố không phải thay quần áo, bố sang luôn. À, bố lại chạy theo à? Đùa đâu, một ruộng như nhau. Có điều quá.